Livestream là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi Q Entertainment. Livestream là nhóm nhạc nữ được ra mắt sau 3 năm kể từ màn debut của G-Idol. Nhóm nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi hình ảnh tươi trẻ và trong sáng. Tên nhóm Livestream là sự kết hợp của hai từ live và sum, mang ý nghĩa rằng những vật sáng nhỏ hợp lại với nhau để thắp sáng thế giới, mang lại năng lượng tích cực lớn thông qua thông điệp về hy vọng. Livestream là nhóm nhạc nữ trực thuộc Q Entertainment. Đây cũng là ngôi nhà chung của các nhóm nhạc như BTOB, Pentagon, CLC, G-Idol. Livestream được công ty công bố đội hình đầy đủ 8 thành viên vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Nhóm chính thức debut phát hành đĩa đơn đầu tay Vanilla vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Các thành viên của Livestream gồm có Sanga, Chowon, Nayeon, Hina, Chuyeon, Chujeong, Huyeon và Chian. Khi những hình ảnh đầu tiên của Livestream sau khi Cube nhá hàng đã thu hút sự chú ý của các fan K-pop, 8 thành viên của nhóm đã chính thức lộ diện. Trong số đó, Sanga và Chowon là hai cái tên gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc hào hào những đàn chị đi trước. Nhiều người còn tranh luận rằng ai mới thực sự là chủ nhân của vị trí visual. Nhắc đến Sanga, cô nàng khiến cộng đồng mạng phát sốt vì đường nét, khuôn mặt đến thần thái được cho là giống Jennie Blackpink. Không những thế, cô nàng còn để mái tóc thương hiệu của Jennie trong bộ ảnh đầu tiên. Sanga với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu là thành viên đầu tiên được Cube công bố. Một số tin đồn trên mạng xã hội tiết lộ Sanga là một rapper với kỹ năng nhảy tuyệt vời. Cô nàng từng vượt qua vòng tuyển chọn của hàng loạt công ty giải trí. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng lòng cho rằng cô nàng tân binh này giống như chị em sinh đôi với Jennie. Trước đó không có bất kỳ thông tin nào về Sanga được Cube tiết lộ. Có vẻ như cô nàng là một Jennie bí mật của công ty. Nhiều người nghi ngờ Cube cố ý cho ra mắt một gương mặt giống hệt Jennie để thu hút sự chú ý của công chúng. Chowon là cái tên chẳng mấy xa lạ với những ai quan tâm đến các chương trình sống còn, bởi cô nàng từng xuất hiện trên Produce 48 và đi đến tận đêm chung kết. Chowon còn góp mặt trong phim Bully Bad Guys và The Dominator 3 Junior Bullies vào năm 2020. Chowon khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với visual răng thỏ giống với Nayeon Thai. Cô nàng được cho là thành viên sở hữu nhan sắc ngang ngửa cạnh tranh với Sanga. Chuyeon, nữ thần tượng sinh năm 2004, đảm nhận vị trí hát phụ và nhảy chính trong Livestream. Cô bé 17 tuổi từng xuất hiện trong video âm nhạc Young của đàn anh chung công ty Pentagon và được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia hai chương trình sống còn là The Unit và Dancing High. Dù không giành chiến thắng, Lee Chuan gây ấn tượng nhờ kỹ năng nhảy điêu luyện khi mới 15 tuổi. Với nền tảng học nhảy từ lớp 2 cùng khoảng thời gian tập luyện suốt 7 năm, nữ idol nhà Cube hứa hẹn trở thành một trong những cỗ máy nhảy thế hệ mới của K-pop. Kim Nayeon, thành viên sinh năm 2002, có ngoại hình nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn 1m54. Trái với vẻ ngoài, Nayeon lại cho thấy năng lực vượt trội trong cả mảng hát và nhảy. Cô hiện giữ vai trò nhảy phụ kim giọng hát chính của Livestream. Nayeon cũng từng là thí sinh của Produce 48. Thời điểm đó cô tham gia với tư cách thực tập sinh của Banana Culture Entertainment. Sau khi kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ 21, nữ idol 19 tuổi quyết định ký hợp đồng với Cube Entertainment. Theo thông tin từ công ty chủ quản, Nayeon từng vượt qua nhiều cuộc thử giọng của các công ty giải trí như FNC Entertainment, Gulim Entertainment và Shore Music. Ngoài ca hát, thực tập sinh 4 năm 5 tháng còn thích chơi thể thao và diễn xuất. Hina, nữ idol sinh năm 2003 là thành viên người ngoại quốc duy nhất trong nhóm. Hina được so sánh có nhiều nét tương đồng cả về ngoại hình lẫn giọng hát với thành viên Nako của Ice One. Là nữ thần tượng Nhật Bản đầu tiên của Q Entertainment, Hina được dự đoán là nhân tố đặc biệt của nhóm. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin liên quan đến nữ idol người Nhật được tiết lộ. Ngoài việc cô từng tham dự Maru Dance Studio, trung tâm đào tạo kỹ năng vũ đạo nổi tiếng Nhật Bản trước khi ra mắt. Lee Chuyeon, thành viên sinh năm 2004 sẽ là giọng ca phụ trong Livestream. Cô đang theo học trường nghệ thuật biểu diễn Seoul chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Trong nhiều năm, Yoo Chom đã được đào tạo dưới trướng các công ty như Stardom Entertainment, Fantasio Entertainment và CNC School. Cùng Chowon và Nayeon, nữ idol họ Lee từng tham gia Produce 48 và kết thúc với vị trí thứ 51 chung cuộc. Nhiều ý kiến cho rằng nữ thần tượng nhà Cube có nhiều nét tương đồng với Arin của Oh My Girl và Chiyeon của Promise 9. Oh Huyeon, nữ idol 16 tuổi là giọng ca phụ trong Livestream. Trước khi gia nhập Q Entertainment, Huyeon đã vượt qua các cuộc thử giọng của P Nation, Showbiz Entertainment và Snowball Entertainment. Ngoài ra, cô cũng theo học ở hai ngôi trường chuyên đào tạo thần tượng để trau dồi kỹ năng. Kim Jian, thành viên sinh năm 2006 cũng là em út của Livestream. Cô đảm nhận vị trí rapper kim giọng ca phụ trong nhóm, cùng Minji của Buster và Mar của TB. Jian hiện là một trong những thần tượng trẻ tuổi nhất K-pop. Tuy nhiên, hầu hết thông tin về Jian vẫn còn nhiều bí ẩn. Dù Livestream ban đầu gây chú ý về sở hữu Chowon và Nayeon, thí sinh sau sống còn Produce 48, nhưng màn debut của nhóm lại không gây tiếng vang như mong đợi.
Vanilla của Lysum không có thành tích đáng kể trên bảng xếp hạng xứ Hàn. So với dàn tân binh Gen 4 như aespa, Stacy, thì dường như group nhạc Hugh có phần mờ nhạt hơn. Dù vậy, trên Hunter, single Vanilla của họ là đĩa nhạc đạt doanh số 10.000 bản nhanh nhất trong dàn tân binh nữ ra mắt năm 2021. Không có thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng Hàn Quốc, nhưng Lysum và aespa là những tân binh nữ debut trong giai đoạn 2020-2021 duy nhất của K-pop, lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales. Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Hugh Entertainment thông báo hai thành viên Huyeon và Jian sẽ rời nhóm. Nhóm sẽ chính thức hoạt động với đội hình 6 thành viên, bao gồm Sanga, Chowon, Nayeon, Hina, Chuyeon và Chuyeong.